Rồi các bạn theo dõi nha, để tí nữa thầy làm xong rồi mình sẽ ý kiến sau. Bây giờ mình theo dõi trước. Include IO stream. Có gì sai thì báo ha, còn nếu mà chưa hiểu thì tí nữa mình sẽ giảng lại. Using name STD 2 chấm phẩy gì nữa nào, in main mở ngoặc, bỏ tiếng Việt đi nhé, mở ngoặc nhọn. Bây giờ mình sẽ cần là ba số ABC, như vậy tạm thời là mình dùng số nguyên đi ha, còn sau này mình dùng số phân rồi gì đó tính sau. Bây giờ mình cho là ba số nguyên ABC. Rồi mình tìm số lớn nhất thì mình sẽ dùng thêm một cái biến nữa. Có thể bạn dùng, có thể bạn không, tùy. Nhưng mà tạm thời mình cứ dùng đi. Đó, tạm thời mình cứ dùng. Rồi min. Tạm thời mình dùng thế. Còn sau này các bạn làm mà các bạn tiết kiệm không gian á thì các bạn có thể sử dụng không cần đến min max luôn, mình sử dụng ba cái biến ABC là đủ. Rồi bây giờ mình sẽ nhập vào ABC và xuất ra max min. Nhập vào thì mình quen rồi đúng không nào, cout nhập vào cho thầy là gì, cout là mở ngoặc nào, mở ngoặc này đúng không? Dạ không hả, ngoặc kia, ngoặc kia vẫn còn nhớ. Ok, CL nhập vào, nhập vào số A hoặc là số thứ nhất tùy mình. Rồi sau đó mình CIN A, đó bạn ghi như vậy cũng được, bởi vì nó cách nhau bằng dấu chấm phẩy là nó đã hiểu lệnh khác rồi, mình không cần xuống dòng. Cout nhập vào số B, Cin B nhập vào số C, Cin C. Đó, F9 cái thử coi. Mình lưu lại ở đây là tìm max min. Mình chỉ làm nhỏ nhỏ vậy thôi, rồi bắt đầu mình F9 thử ha, để coi thử là cái trình của mình nó ổn chưa. Nếu ổn thì làm tiếp, còn nếu sai thì mình sửa, chứ đừng có làm nhiều quá, nhiều quá đến lúc mà mình sửa mình không biết là nó sai ở đâu. Đó là cái cách để mà các bạn lập trình cho nó đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ tìm max min nè. Bây giờ mình sẽ cho cái cách tìm của mình là gì, giả sử mình cho một đứa nào đó là lớn nhất đúng không nè, rồi sau đó lấy đứa đó mới đi so với những đứa còn lại. Nếu mà đứa còn lại lớn nhất, lớn hơn thì mình lấy cái max mà lớn nhất á, mình gắn cho cái đứa lớn á, được chưa, hiểu không? Như vậy lúc đầu mình giả sử A là lớn nhất thì mình sẽ gắn max bằng bằng A, mình cho A là lớn nhất, được chưa, và min bằng A luôn. Thôi làm từng cái đi để cho các bạn dễ hiểu. Nếu trong trường hợp, nếu B, trong trường hợp B mà B lớn hơn hơn mát. Gì? Mát. À, lớn hơn mát thì chuyện gì xảy ra? Thì mát sẽ bằng B. À, thì mát sẽ bằng B. B. Còn không thì làm gì? Còn không thì còn không thì là còn không thì làm gì, nếu max không lớn hơn b thì không làm gì hết, nhưng mình giữ nguyên, à mình không làm gì hết, nhưng ở đây mình có thể là mình xuống đây mình không cần eo mà mình if ở mình đây if tiếp luôn. À, if luôn, if, tức là hai cái lệnh if này nó riêng biệt nhau, nó không liên quan gì với nhau hết. Nếu c mà lớn hơn max, lớn hơn
thì mát sẽ là C. Số hàng mình sẽ gán mát sẽ mát bằng với C. Bằng sẽ bằng C. 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 Đó, vậy mình ép chín cái thử. Không lỗi. Bây giờ mình xuất cái C này ra. C out. À, số lớn nhất. Trong ba số a b c là c là là gì? Mát. Mát. Rồi kịp không? Bị lỗi gì? Dạ kịp. Bị lỗi gì chỗ này? Đây thiếu. À, đúng rồi. F9. Rồi. Rồi. Số lớn nhất trong ba số. Chạy. Chỗ này mình nên để dấu phẩy. Đó, nhìn cho có vẻ nó chuyên nghiệp một tí. Rồi mình thử chạy thử coi. Nhập vào số A. 7 4 6 6. Rồi số lớn nhất trong 3 số 7 4 6 là 7. Đây nha, 7 là mình đưa số A nè, số B nè, số C nè. Đó, cái cách để mà mình thể hiện mình đưa là nó như vậy. Trong ba số là chuỗi có khoảng cách cái mình xuất số A ra, sau đó mình xuất dấu phẩy khoảng trắng, sau đó mình xuất số B, xuất dấu phẩy khoảng trắng, xuất C là mát. Kịp không nào? Kịp hay. Có bạn nào không kịp thì nói nha, đừng có im im rồi mất quyền lợi đó. Tương tự như vậy, mình đi tìm số nhỏ nhất thì chỗ này thầy sẽ là min. Min giả sử mình cũng cho min bằng A. Bây giờ chỗ này B mình so sánh với min thì mình so sánh cái gì? So sánh gì? Chỗ này là dấu gì? Nếu như mà B nhỏ hơn min thì mình mới đi gán, còn nếu mà B bằng hoặc lớn hơn min thì không phải là số nhỏ nhất. Đúng không nào? Nhưng mà chỗ này C cũng nhỏ hơn min thì mình mới đi gán lại, còn không thì thôi. Vậy chỗ này mình sẽ là số nhỏ nhất. Trên này sai chính tả. Số nhỏ nhất trong 3 số ABC là min. Là min. Khá à, hay sao? Sửa mát, mát thành min hay? Đúng rồi. Đúng rồi. Nghĩa là đây là cái rồi để tìm mát. Còn đây là còn cái dưới để tìm min. Không, thầy dưới chỗ này tới nghe min á. À, rồi rồi. Quá rồi, đúng rồi. Rồi. Okay, đúng rồi. Ok, thank you. Ý là vậy thầy. Rồi rồi, ok. Rồi được chưa? Quá giỏi học trò của thầy, quá giỏi. Rồi. F9 F11. Muốn cho số nào nè? 8 1 6 hai mấy? 6. Rồi nó bị chưa xuống dòng. Số lớn nhất trong 3 số 8 1 6 là 8, số nhỏ nhất trong 3 số 8 1 6 là 1. Bây một, giờ muốn xuống dòng sao? Set n. À, nếu như mà ở đây sẹt n cũng được, còn không mình đang dùng c cộng cộng thì mình inline. Inline. Inline đúng rồi. Inline ha. Kết thúc, kết thúc. Kết thúc cái dòng đấy. Như vậy mình inline. 6 9 2. Số lớn nhất là 9, số nhỏ nhất là 2. Rồi có bạn nào thắc mắc gì về code này nữa không? Cơ bản là khá đơn giản đúng không nào?
Đoạn code này là khi mà các bạn viết á, thì các bạn cố gắng viết giúp cho thầy giống như là thầy đang trình bày. Đó, có thuộc đầu dòng, thuộc ra, thuộc vô, rồi đoạn nào cần cách để mà chúng ta nhìn vô chúng ta đọc code nó rất là dễ đọc. Còn nếu mà các bạn viết mà không có thuộc đầu dòng á, thì mình không biết là cái lệnh này nó là con của cái thằng trên thì rất là khó.